Chia sẻ ngoài lề nhé, các bạn làm gì phải gắn gắn trách nhiệm cho mình nhé. Mình phải thể hiện là mình là người có trách nhiệm. Cái đầu cuối thì tôi vẫn phải nói lại, rất nhiều khi đi làm đến nơi mình đo đầu chân xong mỗi mình nhớ là đầu ở đằng này, chân ở đằng này, trong khi người nhà, tất cả những người xung quanh, mọi người đều đứng xung quanh, mọi người nhìn hết mà. Có phải mọi người không nhìn đâu, mọi người vẫn nhìn, nhưng mà khi đậy nắp vào xong, mọi người bắt đầu ra thắp hương xong, xong khấn xong, thế là mọi người quên hết rồi. Thầy ơi, đầu đâu, ở đâu nhỉ, chân ở đâu nhỉ, ôi nhầm rồi, đầu ở đâu nhỉ, đầu ở đâu nhỉ. Tức là mắt mọi người nhìn nhưng không một ai động não, không một ai lưu một cái ký ức gì trong đầu. Nên là phải có người chịu trách nhiệm, nhất là những ai là trưởng, các bạn phải có trách nhiệm với cái công việc. Đừng nghĩ cái gì hết, đừng nghĩ là ôi có bao nhiêu người làm, ôi rồi ôi người này đứng thế này, người kia đứng như đầu duy nhất trong đầu bạn duy nhất, đầu ở đâu, vong các cụ vào chưa, có hai việc thôi đúng không, vong vào chưa, đầu ở đâu. Mình đặt câu hỏi cho mình phải trả lời chuyện tâm linh. Giống như tôi là con trưởng, cháu trưởng, nên là tự tôi chịu trách nhiệm quy tập hết, ai góp bao nhiêu thì góp, tôi chả quan tâm. Cái việc của mình đặt ra mình phải quy tập cho bằng hết, mình quy tập hết thì mình mới đỡ phải đau đầu đúng không. Quy tập xong rồi mỗi quý tôi cứ chạy lên một lần, chả sao cả. Tại sao tôi mua nhà ở bên Gia Lâm này, tôi tính từ ngày xưa, thứ nhất là không bao giờ tôi lo tắc đường, tôi đi đường mà cứ có người khác nhích nhích từng tí trước mặt tôi khó chịu lắm. Mặc dù mình không bóp còi đâu, nhưng mà kiểu cứ đi mà như sầm sờ như, như đi dò mìn, khó chịu lắm. Việc thì đang bao nhiêu, thế là tôi ra ngoài này thoáng mát. Cái thứ hai là chạy đi động cũng được nha, chạy lên sân bay cũng tiện nha, chạy lên cao tốc Hải Phòng cũng tiện nha, chạy về cao tốc Bắc Nam, có nghĩa là mình muốn đi làm ở đâu nó cũng rất tiện, dí ra phát được. Chứ trong thành phố mình muốn ra khỏi thành phố là mình mất ít nhất nửa tiếng mới ra được khỏi thành phố. Hoặc là ngày xưa đi làm toàn phải phi ra ngoài thành phố rồi mới ăn sáng rồi đi làm. Về cơ bản thì ở đây là khá lý tưởng. Tuy nhiên là tôi đang đấu tranh cái mục tiêu thôi. Mình nâng cấp cái mục tiêu của mình. Một là muốn cho con vào Harvard, nâng cấp cái mục tiêu. Thứ hai là mình muốn ở gần biển, nghe tiếng sóng biển rì rào nó cũng thích hơn. Giữa cái mục tiêu đưa con vào Harvard và mục tiêu là ra biển nghe sóng biển, nó đang hai mục tiêu nó đang đấu nhau một chút. Thứ ba là mình có khả năng đạt tới mục tiêu đó hay không nữa, đúng không? Chứ ở bên bên này là khá yên tĩnh, khá thoáng mát, thoáng khí, đường thì không